chiến trường Đông Âu tiếp tục rực lửa, Nga tuyên bố vừa tập kích địa điểm nơi các chỉ huy quân sự và an ninh Ukraine đang nhóm họp. Cụ thể như thế nào? Trước các tấn công ồ ạt của Ukraine khiến hạm đội Biển Đen rơi vào thế hiểm nguy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga chỉ đạo khẩn tại khu vực biên giới Nga, nhóm quân sự chống Điện Kremlin bắt giữ tù binh, cảnh báo nóng đến chính quyền của Tổng thống Putin. Ở Trung Đông, cuộc chiến Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các triển vọng đàm phán ngừng bắn vẫn bế tắc. Israel mới đây cho biết cuộc đàm phán với Hamas có thể phải mất ít nhất 2 tuần do loạt vấn đề từ phía nhóm chiến binh Palestine. Trong khi đó, EU vừa công khai lên án mạnh mẽ chiến thuật hiểm của Israel gây ra hậu quả vô cùng tàn khốc ở Gaza. Đó là gì? Đáng chú ý, Palestine cáo buộc Israel gây nguy hiểm đến tính mạng của thủ lĩnh phong trào Fatah của Palestine. Các tin tức khác đáng chú ý trên toàn cầu. Bí ẩn loạt UAV không rõ nguồn gốc xâm nhập căn cứ không quân chiến lược của Mỹ. Tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất. Căng thẳng tại biên giới Pakistan, Afghanistan leo thang, Taliban tố Pakistan không kích miền đông Afghanistan khiến 8 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Trung Quốc cảnh báo công dân ở Singapore tránh xa cờ bạc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin Thế giới hôm nay. Thùy Dương mến chào quý vị đến với bản tin Thế giới hôm nay. Tiếp tục về diễn biến xung đột Israel-Hamas. Thưa quý vị, theo tờ The Times of Israel, một quan chức Israel xác nhận rằng phái đoàn của họ dự kiến sẽ đến Doha, thủ đô Qatar vào ngày 18 tháng 3 để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Reuters dẫn một số nguồn tin cho hay, dẫn đầu phái đoàn sẽ là lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông David Barney. Giới chức ước tính các cuộc đàm phán kéo dài ít nhất 2 tuần do các đại biểu nước ngoài của Hamas có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc liên lạc với các lãnh đạo nhóm đang trong khu vực giao tranh ở Gaza. Nguồn tin cho biết thêm cuộc đàm phán mới sẽ tập trung vào những điểm còn ách tắc giữa Israel và Hamas, bao gồm cả việc thả tù nhân và viện trợ nhân đạo. Theo tờ The Guardian, hy vọng về lệnh ngừng bắn mới ở Gaza gia tăng sau khi Hamas đã bỏ một trong những yêu cầu chính của mình là lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và chấp nhận đề xuất ban đầu là đình chiến 40 ngày. Trước đó, Hamas đệ trình một dự thảo thỏa thuận thả con tin, đổi lại là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và yêu cầu Israel rút toàn bộ quân khỏi Gaza. Tel Aviv đã bác bỏ dự thảo đó, khẳng định mục tiêu của họ là không kết thúc xung đột cho đến khi tiêu diệt được Hamas. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mới đây cho biết hơn 13.000 trẻ em đã thiệt mạng sau gần 6 tháng Israel triển khai chiến dịch quân sự tiêu diệt Hamas ở Gaza. Hiện nhiều trẻ em khác đang bị suy dinh dưỡng nặng, thậm chí không còn có sức để khóc. Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell nói với CBS News, hàng ngàn người bị thương ở Gaza và nhiều trong số đó, chúng tôi không thể xác định được họ ở đâu. Họ có thể còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chúng tôi chưa từng ghi nhận tỷ lệ tử vong ở trẻ em cao đến vậy trong hầu hết các cuộc xung đột khác trên thế giới. Bà nhớ lại chuyến thăm đến khu chăm sóc trẻ em bị thiếu máu nghiêm trọng và suy dinh dưỡng. Bà nói, nơi đó yên tĩnh đến đáng sợ vì các em không có sức để khóc. Người đứng đầu UNICEF lưu ý hiện có những thách thức rất lớn mang tính hệ thống và quy trình trong nỗ lực đưa các xe tải chở hàng cứu trợ vào Gaza. Israel đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế về số dân thường thương vong liên tục gia tăng và nạn đói đang lan rộng ở Gaza, cũng như những cáo buộc cố tình chặn dòng viện trợ vào vùng đất bị phong tỏa toàn diện của người Palestine. Một chuyên gia Liên Hợp Quốc hồi đầu tháng này cáo buộc Israel đang phá hủy hệ thống lương thực của Gaza như một phần trong chiến dịch bỏ đói nhằm bào mòn vùng lãnh thổ này. Tel Aviv bác bỏ thông tin trên. Tờ Al Jazeera đưa tin, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell cho biết, Gaza hiện không còn trên bờ vực nạn đói mà đã bị nhấn chìm trong tình trạng đói kém, được thúc đẩy một cách cố ý bởi Israel. Điều này là không thể chấp nhận được, nạn đói đang được sử dụng như một vũ khí chiến tranh, ông Borrell nói tại một hội nghị ở Brussels. Bình luận của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ Ngoại trưởng Israel, khẳng định rằng họ đã hỗ trợ cung cấp viện trợ cho vùng đất này và chỉ trích quan chức EU vì tấn công Israel vô cớ. Gần đây, nhiều nhóm viện trợ cáo buộc Israel cản trở viện trợ nhân đạo cho Gaza trong bối cảnh nạn đói lan rộng ở vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá của người Palestine.
Tờ Anadolu đưa tin các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Qatar vừa qua đã kêu gọi đẩy nhanh tiến độ cung cấp viện trợ nhân đạo cho dải Gaza và thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Theo hãng thông tấn QNA của Qatar, Ngoại trưởng nước này, ông Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Othani đã tiếp đón người đồng cấp UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan tại thủ đô Doha. Trong cuộc trao đổi ngắn, hai bên nhấn mạnh tính cấp bách của việc nhanh chóng đưa hàng cứu trợ vào Gaza và loại bỏ mọi trở ngại đối với nỗ lực này. Trong khi đó, hãng thông tấn chính WAN của UAE cho biết hai ngoại trưởng đã thảo luận về quan hệ song phương và những diễn biến ở Trung Đông, đặc biệt là tình hình tại Gaza. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Qatar và UAE xem xét những biện pháp khả thi nhằm giúp đạt được lệnh ngừng bắn bền vững ở Gaza. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trở nên tồi tệ, họ cho rằng cần phải tăng cường các nỗ lực khu vực và quốc tế để cung cấp hàng cứu trợ đầy đủ cho người dân Gaza. Ngoại trưởng UAE Al Nahyan lưu ý, thỏa thuận ngừng bắn bảo vệ mạng sống của tất cả dân thường và tăng cường viện trợ nhân đạo là những ưu tiên hàng đầu hiện nay. Phát biểu trong ngày Thánh Patrick ở Nhà Trắng, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã nói rằng người Palestine không đáng phải chịu thêm hàng loạt các cuộc đánh bom đạo khác ở Gaza hiện nay. Tuyên bố được đưa ra khi ông kêu gọi ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chào đón chuyến thăm hàng năm của ông Varadkar tại Washington để kỷ niệm mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Ireland, vì 10% người Mỹ tự nhận mình có nguồn gốc tổ tiên từ Ireland. Tại buổi gặp mặt với ông Biden, ông Varadkar nói, người dân Gaza rất cần thực phẩm, thuốc men và nơi trú ẩn, và đặc biệt là không còn quả bom nào rải xuống Gaza. Ông nói thêm, khát vọng của người dân Palestine là có một quê hương và một nhà nước chính thức trên mảnh đất của tổ tiên mình, tương tự như Israel. Theo ông Varadkar, người dân Ireland đang rất lo lắng về thảm họa đang diễn ra ở Gaza. Ông nói, chúng tôi nhìn thấy lịch sử của chúng tôi trong ánh mắt của họ, một câu chuyện về việc bị chiếm đoạt và bị khước từ bản sắc dân tộc. Họ buộc phải sơ tán, bị phân biệt đối xử và giờ là phải đối mặt với nạn đói. Ông gợi nhắc đến những ký ức cay đắng của đất nước mình trong cuộc đấu tranh chống lại sự cai trị của Anh. Thủ tướng Ireland cho biết, ông luôn tin rằng Mỹ là một lực lượng tốt trên thế giới và ca ngợi những nỗ lực của Mỹ trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhân đạo và tạo ra một nền hòa bình lâu dài. Một diễn biến đáng chú ý, theo thông tin từ Anadolu, Palestine hôm 18 tháng 3 đã cáo buộc Israel gây nguy hiểm cho tính mạng của thủ lĩnh phong trào Fatah, Bawang Bahouti. Hussein O'Shea, Tổng thư ký Ủy ban Điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine PLO cho biết rằng, việc các tù nhân bị Israel đối xử trong các nhà tù, chẳng hạn như tra tấn, lạm dụng, áp bức và cô lập ghê tởm nhất, không khác gì một cái chết từ từ. Ông cho biết ông Bahouti, 64 tuổi, một thành viên của Ủy ban Trung ương phong trào Fatah, đang bị cô lập, tra tấn và sỉ nhục. Tổng thư ký kêu gọi cộng đồng cũng như các tổ chức quốc tế can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn các việc đàn áp đối với các tù nhân. Ông Bahouti bị bắt vào năm 2002, sau đó bị kết án tù chung thân với tội danh giết và làm bị thương người Israel. Giống như Hamas, phong trào Fatah cũng có vai trò chủ đạo ở Palestine. Song song với cuộc tấn công dữ dội trên dải Gaza khiến ít nhất 31.000 người Palestine thiệt mạng, Israel cũng đã tăng cường các cuộc đột kích và bắt giữ ở bờ Tây. Cùng lúc đó, bị cáo buộc quấy rối các tù nhân trong nhà tù Israel khiến ít nhất 13 tù nhân thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cùng chuyển sang các tin tức về diễn biến xung đột Đông Âu. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một địa điểm nơi các chỉ huy an ninh và quốc phòng Ukraine đang tổ chức họp. Thông tin được đài RT đăng tải. Vụ tấn công được đề cập đến trong cuộc họp giao ban hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga với truyền thông hôm thứ Hai 18 tháng 3. Bộ không cung cấp cụ thể địa điểm nào bị tập kích, song cho biết các chỉ huy quân sự và giới chức cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, đã có mặt tại nơi này vào thời điểm đó. Địa điểm vừa nêu là một trong số các mục tiêu của máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Nga trong 24 giờ qua. Hiện Kiev chưa đưa bình luận về thông tin. Theo truyền thông Ukraine, các đặc vụ SBU đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái chống lại Nga. Gần đây nhất là vụ tập kích gây hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar bên trong lãnh thổ Nga vào hôm Chủ nhật. Ngày bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024, ít nhất một người thiệt mạng trong vụ việc này vì lên cơn đau tim.
Theo truyền thông Mỹ, sau cuộc đảo chính vũ trang tại Kiev năm 2014, SBU và Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine GUR đã được CIA giúp cải tổ để ứng phó với cuộc xung đột tiềm tàng giữa Washington và Moscow. Một số cá nhân được đào tạo ở phương Tây đã thực hiện các cuộc ám sát có chủ đích nhằm vào giới chức trong chính quyền thân Nga tại Donetsk và Luhansk. SBU cũng được cho là đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc trấn áp những đối tượng bị nghi ủng hộ Nga ở Ukraine, chẳng hạn như những tín đồ của Giáo hội Chính thống Nga. Cũng theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga đang tăng cường bảo vệ hạm đội biển đen BSF khỏi các cuộc tấn công của Ukraine và động thái thay thế chỉ huy BSF có thể là một phần trong nỗ lực này. Hôm 17 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy hạm đội biển đen ở Sevastopol, Crimea, nơi ông nghe báo cáo tóm tắt về các hoạt động của Ukraine và tính hiệu quả của hạm đội biển đen của Nga. Tướng Shoigu nói với các thủy thủ rằng, ưu tiên cả ban ngày lẫn ban đêm là tiến hành huấn luyện liên tục để đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố của kẻ thù, cũng như tăng khả năng sống sót của tàu thuyền và an ninh cơ sở hạ tầng trong khu vực trách nhiệm của hạm đội. Ông ra lệnh cho hạm đội biển đen lắp đặt thêm vũ khí, bao gồm các hệ thống cỡ nòng lớn và súng máy để tăng cường khả năng phòng thủ của Nga. Ngoài ra, một số nguồn tin Nga tiết lộ, Phó Đô đốc Nga Sergei Pinchuk gần đây đã thay thế Đô đốc Viktor Sokolov làm tư lệnh hạm đội biển đen. Báo chí Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine ở biển đen đã buộc PSF phải di dời phần lớn tài sản hải quân của mình từ căn cứ chính ở thành phố Sevastopol, Crimea đến các căn cứ nhỏ hơn với ít năng lực hơn ở thành phố cảng Novorossiysk, Nga và những nơi khác. Trung tâm truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Stratcom báo cáo rằng, các cuộc tấn công của Nga đã vô hiệu hóa khoảng 33% tàu chiến PSF tính đến đầu tháng 2 năm 2024, bao gồm 24 tàu bạc nước và một tàu ngầm. Trong khi đó, AFP mới đây cho biết, Ukraine đang tăng cường dùng máy bay không người lái UAV để bù đắp cho tình trạng thiếu đạn dược của pháo binh, nhưng chuyên gia cảnh báo rằng chiến thuật này không thể làm thay đổi cán cân sức mạnh. Tại Ukraine lúc này, chúng ta đang chứng kiến UAV đang được sử dụng ở quy mô không thể tưởng tượng được. Chúng ta đang thực sự nói về hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn chiếc trên chiến trường. Bà Ulrich Frame, nhà nghiên cứu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu ECFR nói với AFP, máy bay không người lái UAV đang thống trị chiến trường Ukraine. AFP dẫn lời một số nguồn tin quân sự Pháp, gần 85% số vụ tập kích Ukraine nhắm vào các vị trí của Nga là do UAV gây ra. Trong ngân sách năm 2024, Kiev đã dành 1,25 tỷ đô la Mỹ mua máy bay không người lái. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố nước này sẽ sản xuất 1 triệu chiếc UAV trong năm nay. Đồng minh của Ukraine cũng đang củng cố kho UAV của Ukraine. London dự kiến cung cấp hơn 10.000 chiếc cho Kiev, trong khi Paris chuẩn bị đặt mua 2.000 UAV cảm tử và một phần trong đó sẽ được chuyển cho Ukraine. Giới chức Ukraine ước tính nước này cần khoảng 100.000 đến 120.000 máy bay không người lái mỗi tháng. Trong khi đó, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến lược IISS của Anh, Ukraine cần 200.000 đến 250.000 quả đạn pháo một tháng cho cuộc tấn công lớn hoặc 75.000 đến 90.000 để duy trì thế trận phòng thủ. Vì vậy, Ukraine có thể giảm nhu cầu đạn pháo bằng cách gia tăng đáng kể sản lượng máy bay không người lái tấn công. Hai chuyên gia Michael Kaufman và Franz Stefan Gadi nói trong bản đánh giá của IISS. Chuyên gia Mykola Bieleskov thuộc chính sách Hội đồng Đại Tây Dương đồng ý rằng máy bay không người lái có khả năng thực hiện nhiều chức năng của pháo binh và tên lửa với chi phí chỉ bằng một phần. Một chiếc UAV thương mại cỡ nhỏ có giá chỉ vài trăm euro, trong khi một tên lửa chống tăng mẫu đơn giản hoặc một quả đạn pháo có giá vài nghìn euro. Tuy nhiên, chuyên gia Ulrich Frank cảnh báo điều này là không lý tưởng vì UAV có khả năng tải nhỏ, chỉ hàng trăm gram thuốc nổ và vài kilogram đối với những mẫu lớn nhất. Ngay cả lượng lớn máy bay không người lái cỡ nhỏ cũng không thể sánh được với hỏa lực pháo binh. Chuyên gia Stacy Petitron đồng ý trong một nghiên cứu của tổ chức tư vấn an ninh CNAS của Mỹ. Bà nói thêm, UAV có thể bổ sung cho vũ khí hỏa lực gián tiếp, nhưng không phải là vũ khí thay thế. Vào tháng 9 năm 2023, New York Times đưa tin rằng
chưa đến 1/3 số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đánh trúng mục tiêu, vì chúng có thể dễ dàng bị tác chiến điện tử gây nhiễu hoặc gián đoạn tín hiệu. Ngoài ra, Ukraine có thể đã mất đi ưu thế vượt trội của mình trên phương diện tác chiến máy bay không người lái. Bà Betty John chỉ ra rằng vào năm 2022, Ukraine có lợi thế 9/1 trên năng lực máy bay không người lái thương mại, nhưng ưu thế này về cơ bản đã không còn. Quân đội Nga đã nhanh chóng nhận ra lợi ích của máy bay không người lái 4 cánh thương mại. Các nhóm tình nguyện cũng đã cung cấp cho binh lính tiền tuyến máy bay không người lái và kiến thức đào tạo cần thiết, bà nói. Theo bà Betty John, UAV mang đến những năng lực mới nhưng lại gây thêm khó khăn cho việc tập trung lực lượng, tạo sự bất ngờ và tiến hành các chiến dịch tấn công. Vì thế, chúng sẽ không thể tạo ra sự thay đổi thực sự mang tính đột phá. Cập nhật tình hình an ninh ở khu vực biên giới Nga, Newsweek đưa tin, nhóm bán quân sự chống Điện Kremlin đã tổ chức cuộc xâm nhập từ Ukraine vào tỉnh Belgorod của Nga và yêu cầu mở cuộc họp với thống đốc của tỉnh này để thảo luận việc trao đổi tù nhân. Quân đoàn tình nguyện Nga RDK cùng với quân đoàn tự do Nga và tiểu đoàn Siberia vừa qua đã phát động cuộc xâm nhập vào tỉnh Belgorod và tỉnh Kursk của Nga. Các phiến quân của Nga liên kết với Ukraine đã tiến hành các chiến dịch tương tự vào năm ngoái, khiến cư dân ở các khu vực biên giới phải sơ tán. Các nhóm này đã giao chiến với lực lượng Nga và sau đó phải rút lui trở lại Ukraine. RDK đã bắt giữ hơn 20 tù binh ở Belgorod, bác bỏ những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc lực lượng này đã bị tiêu diệt. Trong một video được công bố vào cuối tuần qua và được đăng trên mạng xã hội X, một thành viên giấu tên của RDK nói rằng Bộ Quốc phòng Nga đã nói dối khi tuyên bố rằng quân đoàn đã bị loại sau các hoạt động mới đây. Đoạn video sau đó cũng cho thấy hình ảnh mờ của những người lính mà nhóm này tuyên bố rằng họ đã bắt được. Sau đó, thành viên này đã kêu gọi thống đốc Belgorod Vyacheslav Gradkov tiến hành cuộc họp để thảo luận về số phận của các tù nhân. Reuters đưa tin mới đây, đại sứ của Trung Quốc tại Thụy Sĩ, ông Wang Shiting hôm 18 tháng 3 cho biết Trung Quốc sẽ xem xét tham gia hội nghị hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và Thụy Sĩ đang có kế hoạch tổ chức trong những tháng tới. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Nửa Giờ Zetun, ông Wang nói rằng tất cả các bên cần làm việc để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu từ 2 năm trước. Ông nói, cuộc khủng hoảng này cần phải được ngăn chặn trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn hay thậm chí vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ hội nghị Ukraine mà Thụy Sĩ sẽ tổ chức và đang xem xét việc tham gia. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết họ đặt mục tiêu tổ chức hội nghị hòa bình vào mùa hè năm nay và sau khi đưa ra ý tưởng vào tháng Giêng. Nga đã gọi hội nghị hòa bình này là vô nghĩa và chỉ ra rằng hội nghị này sẽ thất bại nếu không có sự tham gia của Moscow ngay từ đầu. Trong cuộc phỏng vấn, ông Wang nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã đưa ra một chiến lược nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Ông Wang nói, chủ quyền lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần phải được tôn trọng và điều lệ của Liên Hợp Quốc cũng cần phải được tuân thủ. Ông nói thêm, chúng ta nên ủng hộ Nga và Ukraine đối lại đối thoại trực tiếp càng nhanh càng tốt để tình hình có thể dần dần giảm leo thang. Trong cuộc phỏng vấn với báo El Mundo, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha bà Margarita Robles kêu gọi mọi người cảnh giác trước mối đe dọa Nga đối với các quốc gia lân cận và cộng đồng thế giới nói chung. Bộ trưởng Quốc phòng nói, tôi muốn kêu gọi người dân Tây Ban Nha hãy thức tỉnh bởi vì tôi cảm thấy chúng ta chưa nắm bắt rõ mối nguy hiểm to lớn đang tồn tại. Người dân Tây Ban Nha không hiểu tên lửa đạn đạo của Nga có thể tấn công chúng ta dễ dàng như thế nào, bà nhấn mạnh. Theo Bộ trưởng Robles, mối đe dọa từ Nga là toàn diện và tuyệt đối, trích dẫn những tuyên bố gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến tranh hạt nhân. Bà Robles nhấn mạnh, châu Âu phải nhận ra mối nguy hiểm không chỉ là giả thuyết, mà là thực tế và đang rất gần. Các quốc gia giáp Nga cần nhận thức rõ về mối đe dọa này, nhưng những quốc gia ở xa hơn có thể không nhận ra điều đó. Mới đây, Tổng thống Putin tuyên bố vào ngày 13 tháng 3 rằng Nga đã chuẩn bị kỹ thuật cho chiến tranh hạt nhân. Tờ New York Times tiết lộ rằng vào tháng 10 năm 2022, các quan chức trong chính quyền Biden đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine. Hãng tin CNN cho biết Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc kể từ cuối năm 2022 cho khả năng Nga tấn công hạt nhân vào Ukraine.
Theo đài RT, ông Donald Trump, ứng cử viên đề cử của đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, vừa tuyên bố ông Volodymyr Zelensky là một trong những nhà kinh doanh vĩ đại nhất mà ông từng biết, khi nguyên thủ quốc gia Ukraine luôn rời đi với chiếc túi đầy tiền mỗi khi ghé thăm Mỹ. Trong một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Vandalia, bang Ohio mới đây, ông Trump cũng chia sẻ lập trường về vấn đề cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Kiev. Cựu Tổng thống nhắc lại đề xuất trước đó của ông rằng Mỹ nên cho Ukraine vay tiền. Ông nói, chúng ta nên chuyển đổi các khoản hỗ trợ thành khoản vay thay vì chỉ đơn giản gửi tiền cho họ, để nếu họ kiểm được thì sẽ trả lại cho chúng ta. Hãy cho Ukraine vay tiền để cho họ tỏ ra tử tế một chút, cho vay, chứ đừng chỉ đưa ra cho Ukraine một tấm séc 60 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump lưu ý, tôi nói cho các bạn biết, ông Zelensky là một trong những nhà kinh doanh vĩ đại nhất trong lịch sử. Một lần đến đất nước chúng ta, ông ấy đều ra về với 50 tỷ hoặc 60 tỷ đô la Mỹ. Tôi chưa từng làm được điều đó. Ông ấy là nhà kinh doanh giỏi hơn tôi rất nhiều. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, Mỹ là quốc gia ủng hộ chính của Ukraine, cung cấp cho quốc gia Đông Âu khoảng 113 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo. Tuần trước, ông Trump cho biết các quốc gia thành viên NATO đang cười nhạo sự ngu ngốc của Mỹ khi chi quá nhiều tiền cho Ukraine, thậm chí thay phần cho nhiều nước khác trong khối. Trong khi đó, người kế nhiệm ông Trump, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, đang thúc giục Quốc hội thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm khoản viện trợ bổ sung trị giá hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Nhà lãnh đạo cảnh báo Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ nếu dự luật này không được thông qua. Theo đài RT, con riêng của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Alexei Sikhi đã đứng ra bảo vệ lãnh sự quán Nga tại Sydney trước sự vây hãm của những nhà hoạt động ủng hộ Ukraine. Ivan Sikhi và người anh cùng cha khác mẹ là Anton đều là con ruột của vị tướng này, đã chuyển đến Úc sinh sống sau khi mẹ của họ ly hôn với tướng Sikhi. Ivan hiện là thành viên của phong trào thân Nga do Shamel Oshi Kosak-Poykov lãnh đạo. Họ tập trung trước lãnh sự quán Nga tại Sydney để chống lại những người ủng hộ Ukraine vào thời điểm cơ quan đại diện ngoại giao Nga mở cửa đón công dân đến tham gia bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Nhóm thân Nga lo ngại nguy cơ xảy ra những hành động khiêu khích. Theo đại sứ quán Nga, hơn 2.000 công dân ở Úc đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống, với hầu hết ở Sydney. Cơ quan này cho biết đã xảy ra một sự cố nhỏ khi những kẻ khiêu khích cố gắng ngăn cản công dân Nga đến lãnh sự quán, nhưng vấn đề nhanh chóng được giải quyết với sự giúp đỡ của cảnh sát Úc. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa, trở thành nhà cầm quyền tại vị lâu nhất ở Nga từ thời lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin. Sau chiến thắng huy hoàng, ông Putin đã có bài phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình. Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm lại những ý chính nổi bật. Đầu tiên, ông Putin chia sẻ về giấc mơ của mình. Tôi khao khát một nước Nga hùng mạnh, độc lập và có chủ quyền. Ông Putin nói và bày tỏ hy vọng kết quả của cuộc bầu cử sẽ cho phép tất cả chúng ta, toàn thể nhân dân Nga đạt được mục tiêu này. Mặt khác, Tổng thống cho rằng người dân Nga nhận thức được khó khăn mà đất nước đang đối mặt và hiểu rằng mọi thứ phụ thuộc nhiều vào họ. Vì tình hình hiện nay, vì chúng ta phải bảo vệ lợi ích của công dân, của nhân dân chúng ta bằng vũ khí trong tay để tạo ra một tương lai cho sự phát triển toàn diện, có chủ quyền và an toàn của Liên bang Nga, quê hương của chúng ta. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục trên 74%, trong đó ông Putin giành được hơn 87% tổng số phiếu bầu. Ông Putin nhấn mạnh, mặc dù kết quả này có thể là bình thường đối với một quốc gia đơn sắc tộc, nhưng với một quốc gia đa sắc tộc như Nga thì đây là độc nhất và ngoại lệ. Tổng thống đắc cử Nga nhắc đến những thách thức trong tương lai. Ông lưu ý, mặc dù đất nước phải đối diện với nhiều thách thức, nhưng người dân chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu luôn đoàn kết. Chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ phía trước. Một khi chúng ta đoàn kết, không ai có thể đe dọa hay đàn áp chúng ta. Trước đây, chưa ai có thể thành công trong nỗ lực này. Nó sẽ không xảy ra ở thì hiện tại và cả trong tương lai. Tiếp theo, ông Putin nói về những nỗ lực xâm nhập biên giới Nga và khả năng thiết lập vùng đệm ở Ukraine. Ông tuyên bố, Nga đã đẩy lùi nhiều âm mưu của các nhóm phá hoại Ukraine nhằm tiến sâu vào lãnh thổ của đất nước trong tuần qua. Ông nói, kẻ thù đã triển khai một nhóm khoảng 50.000 người và tổn thất của họ là 40% và những kẻ xâm nhập vào lãnh thổ nước Nga đã bị tiêu diệt 100%. Ông Putin nhấn mạnh, để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine, vào một thời điểm nào đó, Nga có thể buộc phải thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát.
Gia lãnh đạo mô tả, đây là một khu vực an ninh mà đối thủ khó có thể vượt qua bằng vũ khí của mình, chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài. Về vấn đề đàm phán hòa bình với Ukraine, ông Putin cho biết ông luôn ủng hộ các nỗ lực hòa đàm, miễn là các đối thủ nghiêm túc xây dựng quan hệ láng giềng lâu dài, không chỉ vì đối phương đã hết đạn. Tổng thống nói thêm, Nga đã sẵn sàng xem xét các phương án nếu chúng phù hợp với lợi ích quốc gia. Nhưng vì Kiev đã cấm các cuộc đàm phán với lãnh đạo hiện tại của Moscow và Tổng thống Volodymyr Zelensky không có ý định tổ chức bầu cử, điều này đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng để xác định ai sẽ tham gia vào cuộc đàm phán ở đó, ông Putin lưu ý. Điểm nổi bật cuối cùng trong bài phát biểu sau khi tái đắc cử của ông Putin là xung đột với NATO, đề cập đến nguy cơ bùng phát cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Ông Putin nói, bất kỳ điều gì có thể xảy ra và thế giới chỉ còn cách Thế chiến thứ ba một bước chân. Tôi nghĩ không ai quan tâm đến kịch bản như vậy, do lãnh đạo Nga lưu ý, đồng thời nhấn mạnh, Moscow biết rõ việc NATO thúc đẩy triển khai quân ở Ukraine. Ông Putin nói thêm, chúng tôi nghe thấy những người nói tiếng Pháp, tiếng Anh ở đó, điều này không có gì là tốt đẹp cả. Trước hết là với lực lượng NATO, bởi vì họ sẽ phải bỏ mạng ở đó, bỏ mạng rất nhiều. Cũng trong bài phát biểu sau khi tái đắc cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ ông từng đồng ý thỏa thuận thả chính trị gia đối lập Alexei Navalny, nhưng đáng tiếc ông ấy đã qua đời vào tháng trước, thông tin được đài RT đăng tải. Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo ở Moscow ngày 18 tháng 3 khi được hỏi về đàm phán thả chính trị gia đối lập Alexei Navalny, người đề xuất ý tưởng này còn chưa chấm dứt câu nói thì tôi đã đồng ý ngay. Theo ông Putin, một quan chức Nga đã trình bày với ông phương án thả một số phạm nhân tại Nga, trong đó có Navalny, đổi lấy một số công dân đang bị giam ở nước ngoài. Tổng thống Nga nói, điều kiện duy nhất mà ông yêu cầu là sau khi được thả, ông Navalny sẽ ở lại phương Tây và không bao giờ trở lại. Ông Navalny qua đời là một sự kiện đáng tiếc, ông Putin nói thêm. Khi một nhà báo nước ngoài liên hệ cái chết của ông Navalny với mức độ dân chủ tại Nga, ông Putin bác bỏ lập luận, đồng thời lưu ý rằng ở bất kỳ gia tù nào trên thế giới cũng có trường hợp phạm nhân tử vong trong thời gian thụ án. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Nga xác nhận về cuộc đàm phán trao đổi phạm nhân bất thành liên quan Alexei Navalny. Reuters trước đó dẫn nguồn thảo tin cho hay Nga đã đồng ý thỏa thuận trao đổi phạm nhân với phương Tây, trong đó có ông Alexei Navalny, chỉ vài ngày trước khi chính trị gia đối lập qua đời trong nhà tù Akeba ở vùng Siberia. CNN cũng dẫn nguồn tin ngoại giao khác cho biết, tỷ phú Nga Roman Abramovich và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tham gia nỗ lực đàm phán. Bà Maria Bastchik, Chủ tịch Quỹ chống tham nhũng Alexei Navalny, tiết lộ ông Putin nhận được đề nghị trao đổi ông Alexei Navalny cùng hai công dân Mỹ bị Nga giữ với Vadim Krasnikov, người Nga đang chịu án tù chung thân ở Đức vì tội giết người. Đến ngày 15 tháng 2, bà Bastchik nhận được thông tin từ cuộc đàm phán bước vào giai đoạn cuối. Ngày 16 tháng 2, ban quản lý nhà tù Akeba thông báo Navalny đã qua đời đột ngột sau khi cảm thấy không khỏe trong lúc đi dạo. Ông Navalny từng là luật sư, giữ chức lãnh đạo Đảng Liên minh Nhân dân Nga, đối lập giai đoạn năm 2019 đến năm 2021 và nhiều lần dẫn đầu các cuộc biểu tình chống phản đối chính phủ. Ông bị bắt tháng 1 năm 2021 tại Moscow, lĩnh tổng cộng khoảng 30 năm tù với cáo buộc tham gia chủ nghĩa cực đoan cùng với các tội danh khác và bị chuyển đến nhà tù Akeba cuối năm 2023. Giới chức Nga và gia đình ông Navalny tin rằng chính phủ Nga liên quan đến cái chết của chính trị gia đối lập, Điện Kremlin bác bỏ tất cả các cáo buộc này. Theo AFP, đồng minh chủ chốt của Nga là Trung Quốc hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 3 đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ 5. Khi được yêu cầu bình luận về cuộc bầu cử vừa kết thúc ở Nga với chiến thắng áp đảo thuộc về Tổng thống Vladimir Putin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian nói, Trung Quốc bày tỏ sự chúc mừng. Trung Quốc và Nga là những quốc gia láng giềng lớn nhất của nhau, đồng thời là đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, với 99% số phiếu được kiểm, ông Putin giành được sự ủng hộ kỷ lục 87,33% tổng số phiếu bầu, qua đó tiếp tục lãnh đạo nước Nga thêm một nhiệm kỳ 6 năm. Chúng tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ Nga-Trung sẽ tiếp tục phát triển, phát ngôn viên Lin nói với các phóng viên, đồng thời lưu ý, năm nay, hai nước sẽ đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập ngoại giao song phương.
hai nguyên thủ quốc gia sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ, dẫn dắt hai nước giữ vững tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp lâu đời, tăng cường hợp tác toàn diện và thúc đẩy quan hệ Trung Ga phát triển liên tục trong kỷ nguyên mới, ông Lin nói thêm. Ở châu Á, theo thông tin từ Reuters, New Zealand mới đây đã thảo luận với Trung Quốc về mối lo ngại trước căng thẳng gây càng gia tăng ở khu vực Biển Đông và eo biển Đài Loan trong cuộc họp vào hôm 18 tháng 3 giữa các ngoại trưởng hai nước. Cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp New Zealand Winston Peters diễn ra lần đầu tiên từ khi New Zealand bầu ra chính phủ bảo thủ mới vào tháng 10 năm 2023. Trước đó, cả hai đã từng điện đàm cùng nhau. Các bộ trưởng đã thảo luận về thương mại, kinh doanh và an ninh ở Thái Bình Dương, cũng như các lĩnh vực khác biệt, bao gồm tình hình nhân quyền ở Tân Cương, Hồng Kông và Tây Tạng. Theo tuyên bố do ông Peters đưa ra sau cuộc họp, tuyên bố cho biết thêm, chúng tôi cũng nhấn mạnh sự quan tâm chung của New Zealand và Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn và thịnh vượng, đồng thời cũng bày tỏ mối lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố đảo Đài Loan là một phần của nước này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đang thúc đẩy các lợi ích chiến lược của mình ở các quốc đảo Thái Bình Dương, Mỹ và Úc đang cố gắng chống lại nỗ lực này. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại hàng đầu của New Zealand. Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand đã báo cáo rằng thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều giữa Trung Quốc và New Zealand đạt tổng cộng 38,67 tỷ đô la New Zealand trong năm nay. New Zealand từ lâu đã được coi là có tiếng nói ôn hòa, nước này không tham gia vào các vấn đề Trung Quốc trong liên minh tình báo ngũ nhãn. Nhưng trong những năm gần đây, New Zealand cũng đã lên tiếng về những động thái của Trung Quốc. Trước cuộc họp, ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao tiếp chiến lược với New Zealand về các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông Vương nói thêm rằng mối quan hệ giữa New Zealand và Trung Quốc là có một động lực mạnh. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới. Tại Đông Bắc Á, Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ông Shin Won-sik vào hôm 18 tháng 3 cho biết, chính phủ của ông sẽ buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm nếu họ đưa ra quyết định sai lầm trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã tiến hành bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống biển. Các tên lửa đã được bắn ra vào sáng ngày 18 tháng 3, lần đầu tiên sau 2 tháng, khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm thủ đô Seoul và tham gia hội nghị do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tổ chức về việc thúc đẩy nền dân chủ. Quân đội Hàn Quốc cho biết một số tên lửa tầm ngắn đã bay khoảng 300 km sau khi được bắn đi trong khoảng thời gian từ 7 giờ 44 phút sáng đến 8 giờ 22 phút sáng từ thủ đô Bình Nhưỡng và hạ cánh ngoài khơi bờ biển phía đông. Hàn Quốc đã tố các vụ phóng này là sự khiêu khích rõ ràng và nói rằng nước này đang chia sẻ thông tin với Mỹ và Nhật Bản. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng tuyên bố rằng Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo khá thường xuyên kể từ đầu năm nay. Những hành động của Triều Tiên đã đe dọa đến hòa bình và an ninh của đất nước chúng ta, đồng thời đe dọa đến khu vực và cộng đồng quốc tế. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một thông tin đáng chú ý thưa quý vị, theo trang tin tức Warzone, các quan chức không quân Mỹ mới đây đã xác nhận máy bay không người lái có nguồn gốc từ bên ngoài đã bay quanh căn cứ không quân Langley của Mỹ ở Virginia trong vòng vài tuần từ tháng 12 năm ngoái. Máy bay không người lái được ghi nhận xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 12, 2023. Theo các quan chức, không rõ liệu máy bay không người lái này có xuất hiện tại các căn cứ quốc phòng gần đó trong khoảng thời gian này hay không, chẳng hạn như pháo đài Ostix của quân đội Mỹ. Người phát ngôn của căn cứ không quân Langley cho biết, cuộc xâm nhập không mang mục đích thù địch, nhưng bất cứ thứ gì hay trong không phận của chúng tôi đều có thể gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của các chuyến bay. Căn cứ không quân Langley nằm ở một trong những khu vực chiến lược nhất của Mỹ và đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ không phận của đất nước. Langley cũng là một trong số ít căn cứ có máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor. Căn cứ cũng nằm ở Hampton, Virginia, ở Norfolk, gần đó. Hải quân nắm giữ hạm đội lớn nhất ở bờ đông. Các sự cố vào tháng 12 không phải là lần đầu tiên máy bay không người lái không xác định tràn vào các căn cứ quân sự mà cơ sở hạ tầng của Mỹ. Các tàu chiến của Mỹ cũng bị máy bay không người lái xâm nhập ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương nhiều lần từ năm 2016 đến năm 2021. Cho đến nay, chưa có quốc gia nào nhận trách nhiệm triển khai các máy bay không người lái này, nhưng Trung Quốc đã bị cáo buộc tiến hành các hoạt động dò thám nước Mỹ sau khi một quả khinh khí cầu của Trung Quốc bị phát hiện xuất hiện trong không phận Mỹ vào năm ngoái. Cùng ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden vừa qua đã mỉa mai đối thủ đảng Cộng hòa ông Donald Trump quá già và sức khỏe, tinh thần không phù hợp để lãnh đạo đất nước.
Chúng ta có một ứng viên quá già và sức khỏe thần kinh không phù hợp để trở thành tổng thống, và người còn lại là tôi. Ông Biden nói với giới phóng viên, ám chỉ đối thủ là Donald Trump. Chủ nhân Nhà Trắng sau đó tiếp tục công kích cựu tổng thống Donald Trump bằng cách nhắc lại một sự việc đã xảy ra khi ông Trump còn đương chức. Ông nói, chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ năm nay cần cho công chúng thấy được họ sẽ tái thiết nền kinh tế Mỹ như thế nào sau đại dịch COVID-19, mà không phải khuyến khích người dân tiêm chất khử trùng để diệt virus. Câu nói này ngầm đề cập đến việc ông Trump khi còn đương chức từng hỏi cố vấn y tế liệu có thể tiêm chất khử trùng để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 hay không. Ông Biden và ông Trump đã nắm chắc đề cử của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa để ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Đó sẽ lần thứ hai họ tham gia vào cuộc đua song mã để tranh chức tổng thống. Tuổi tác của các ứng viên là một trong những vấn đề được quan tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm nay. Ông Biden đã 81 tuổi, trong khi ông Trump 77 tuổi. Về cơ bản, hầu hết ông Trump đều dẫn điểm trước ông Biden trong các cuộc khảo sát dư luận. Tuy nhiên, cuộc khảo sát mới đây của Reuters iPost cho thấy ông Biden dẫn trước đối thủ Cộng Hòa cách biệt 1 điểm. Kênh truyền hình Fox News cho biết Tổng thống Biden gần đây thường xuất hiện với đôi giày thể thao, kể cả khi trong các cuộc họp ở Nhà Trắng. Điều này làm dấy lên đồn đoán về sức khỏe của ông. Tài khoản X của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa RNC ngày 17 tháng 3 đăng bài viết cho hay các trợ lý của Tổng thống Joe Biden đang phải chuẩn bị một đôi giày thể thao mới cho ông thường xuyên bởi ông vấp ngã quá nhiều. Bài đăng của RNC đính kèm video cho thấy ông Biden nhiều lần xuất hiện với đôi giày màu đen có đế cao và dày. Ông Biden từng mang đôi giày này trong một cuộc họp ở Nhà Trắng hồi đầu tháng. Đôi giày của Tổng thống Biden gây nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Biden 80 tuổi, khi nhiều người cho rằng đây là công cụ hỗ trợ ông không bị vấp ngã. Đôi giày của ông Biden được Hiệp hội Y khoa Mỹ chứng nhận là tốt cho bàn chân. Kết quả kiểm tra sức khỏe tháng trước cho thấy Tổng thống Mỹ bị bệnh thần kinh ngoại biên ở bàn chân. Tổng thống Biden từng nhiều lần vấp ngã trong các sự kiện công khai. Tháng trước, ông trượt chân khi leo cầu thang trên chiếc không lực 1, nhưng kịp bám vào lan can. Việc mang giày thể thao vốn dĩ là một chuyện không có gì đáng bàn, nhưng chi tiết này được xem là bằng chứng cho sức khỏe của vị Tổng thống Mỹ đang đi xuống. Gần 90% người Mỹ cho rằng ông Biden quá lớn tuổi để tiếp tục thêm nhiệm kỳ ở Nhà Trắng. Ông hiện là người lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ giữ vị trí này. Nếu tái đắc cử, nhiệm kỳ thứ hai của ông Biden sẽ kết thúc vào năm ông 86 tuổi. Tiếp nối bản tin là các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Thưa quý vị, AFP dẫn lời người phát ngôn chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid cho biết 8 người, tất cả là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích liều lĩnh của quân đội Pakistan ở khu vực biên giới phía đông Afghanistan. Theo ông Mujahid, máy bay chiến đấu Pakistan đã ném bom vào nhà dân ở các tỉnh Khos và Batika gần biên giới hai nước vào khoảng 3 giờ sáng hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 3 theo giờ địa phương. Người phát ngôn nhấn mạnh, chính quyền Taliban lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công này và đây là hành động liều lĩnh vi phạm chủ quyền của Afghanistan. Ông Mujahid cảnh báo, những động thái như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Pakistan. Giới chức địa phương ở khu vực biên giới Pakistan nói với AFP, quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm đáp trả hành động tương tự của lực lượng ở phía Afghanistan nhắm vào lãnh thổ đất nước. Người này nói thêm, lệnh sơ tán đã được ban hành tại một số khu vực khi các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở biên giới Pakistan và Afghanistan. Căng thẳng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan đã gia tăng đáng kể khi Taliban trở lại nắm quyền Afghanistan vào năm 2021. Thêm vào đó, Islamabad cũng cáo buộc các nhóm dân quân đang thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới từ quốc gia láng giềng. Đợt tập kích xuyên biên giới mới nhất xảy ra sau khi 7 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Pakistan hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 16 tháng 3, khiến Tổng thống nước này ông Asif Ali Zardari thề sẽ đáp trả. Nhà lãnh đạo nói trong lễ tang của các binh sĩ thiệt mạng rằng, bất kỳ ai xâm nhập biên giới, quê hương và đất nước của chúng tôi và thực hiện hành vi khủng bố, chúng tôi sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ, bất kể đó là ai và đến từ quốc gia nào. Các khu vực dọc biên giới Pakistan-Afghanistan từ lâu đã trở thành thành trì của các nhóm chiến binh như nhóm Taliban, Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP. Giới phân tích cho rằng, những nhóm dân quân này đã hoạt động ngày càng bạo dạn kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền Afghanistan. Đề cập đến cuộc tấn công hôm thứ Hai, TTP cho biết đoàn tập kích không nhắm vào nhóm này, họ nhấn mạnh, các
thành viên của họ chỉ hoạt động bên trong lãnh thổ Pakistan. Taliban phủ nhận cáo buộc chứa chấp phiến quân Pakistan. Reuters đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore hôm qua ngày 18 tháng 3 đã kêu gọi công dân ở đảo quốc sư tử tránh xa mọi hình thức cá cược, nhấn mạnh rằng hành vi cờ bạc ở nước ngoài là vi phạm luật pháp Trung Quốc. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường ngăn chặn công dân Trung Quốc tham gia các hoạt động cá cược ở Đông Nam Á, một điểm đến du lịch phổ biến đối với người dân nước này. Trong tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc nghiêm túc nhắc nhở công dân Singapore nâng cao nhận thức về pháp lý và tránh xa cờ bạc. Hiện Singapore có hai sòng bạc, một là do tập đoàn Las Vegas Sands có trụ sở tại Mỹ điều hành và sòng còn lại là của công ty Granting Singapore. Kể cả khi các sòng bạc ở nước ngoài được mở hợp pháp, việc công dân Trung Quốc tham gia hoạt động cờ bạc xuyên biên giới vẫn có thể vi phạm luật pháp của đất nước. Cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại đảo quốc sư tử nhấn mạnh, đồng thời lưu ý các đại sứ quán và lãnh sự quán sẽ không thể cung cấp dịch vụ lãnh sự cho các cá nhân vi phạm. Đại sứ quán cho biết, cờ bạc xuyên biên giới có thể mang lại những rủi ro như lừa đảo, rửa tiền, bắt cóc, giam giữ, buôn người và buôn lậu. Cơ quan này nêu rõ, chính phủ Trung Quốc phản đối mọi hình thức cờ bạc và không tán thành công dân tham gia các hoạt động này ở nước ngoài. Gần đây, các đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc và Sri Lanka cũng phát đi những cảnh báo tương tự. Cuối tháng 2, Bắc Kinh và Manila đã phối hợp để hồi hương hơn 40 công dân Trung Quốc đánh bạc ở Philippines. Ngoài ra, các bộ trưởng công an Trung Quốc và Việt Nam vừa qua cũng nhất trí tăng cường phối hợp, ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chống cờ bạc xuyên biên giới. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore, Bộ Công an Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống cho phép công dân báo cáo về những trường hợp cá cược xuyên biên giới và trực tuyến. Thưa quý vị, giới chức Thái Lan mới đây đã công bố những bức ảnh về hai công dân New Zealand được cho là đã tấn công cảnh sát giao thông trên đảo nghỉ dưỡng Phuket, thông tin được Reuters đăng tải. Trong một tuyên bố, cảnh sát địa phương cho biết những người đàn ông đã điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ và không đi đúng làn đường quy định. Cặp đôi từ chối hiệu lệnh dừng lại của lực lượng chức năng và tiếp tục tăng ga đạp số. Với sự truy đuổi ráo riết của cảnh sát, hai đối tượng dừng lại nhưng ngay lập tức xảy ra xô xát khi một viên sĩ quan lấy điện thoại quay lại sự việc. Ít nhất một tiếng súng vang lên trong khu vực. Theo Bangkok Post, không có ai bị thương. Hai nghi phạm cuối cùng bị bắt giữ sau khi lực lượng chi viện tiếp cận hiện trường. Nhà chức trách cho biết họ đã mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc và hai công dân New Zealand sẽ bị truy tố với tội danh tương thích với hành vi của mình. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản thông báo sau cuộc họp nội các mới đây rằng việc lắp đặt 1.006 camera an ninh tại các khu vực xảy ra trận động đất ở bán đảo Noto đã được hoàn thành vào ngày 12 tháng 3. Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia ông Yoshifumi Matsumura trước đó đã thông báo kế hoạch lắp đặt camera an ninh tại các trung tâm sơ tán và trên các đường phố ở tỉnh Ishikawa, nơi bị thiệt hại nặng nề do trận động đất từ tháng 1 năm 2024. Mục đích của dự án này là để giảm bớt nỗi lo của các nạn dân khi rời quê hương và ngăn chặn các trường hợp tử vong liên quan đến thảm họa khi phải tăng cường sơ tán người dân đến các khách sạn, nhà nghỉ an toàn hơn trong và ngoài tỉnh. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia, tổng cộng 1.006 camera an ninh đã được mua bằng quỹ dự trữ hoặc cho thuê, được lắp đặt tại 12 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 320 chiếc ở Wajima, 221 chiếc ở Suzu, 160 chiếc ở Noto, 112 chiếc ở Nanao và Anamizu. Đây là lần đầu tiên camera an ninh được lắp đặt bằng chi phí của chính phủ để ứng phó với thảm họa. Ông Matsumura nhận xét, tôi đã nhận được báo cáo rằng các nạn nhân sau thảm họa đã phản hồi bằng những câu tích cực. Ví dụ, chúng tôi rất biết ơn các camera an ninh và chúng tôi cảm thấy rất an toàn. Theo đó, tội phạm không gia tăng trong tháng 2 và tháng 3. Điều này cho thấy kế hoạch này mang lại tác dụng răn đe nhất định. Chúng tôi mong muốn tiếp tục chỉ đạo cảnh sát nỗ lực hoạt động hiệu quả, đồng thời lắng nghe phản hồi từ hiện trường. Tại tỉnh Ishikawa, tính đến ngày 14 tháng 3, đã xảy ra 58 vụ việc tội phạm lợi dụng trận động đất đã trộm cắp tài sản trong các nhà sơ tán và trộm đồ dùng ở tại nơi trú ẩn. Có hơn 20 người đã bị bắt và liên quan đến 18 vụ án trong số này với nghi ngờ trộm cắp. Cũng ở Nhật Bản, nông dân tỉnh Yamagata, phía tây bắc đảo Honshu, nước này từng rơi vào tình trạng căng thẳng vì đàn gia súc của họ bị côn trùng hút máu tấn công. Nhưng khi làm theo nghiên cứu của các chuyên gia động vật và sơn những vật sọc lên thân con vật như ngựa vằn, họ đã giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Các
nhà nghiên cứu gia súc chỉ ra, con vật được sơn sọc vàng ít thu hút côn trùng hơn những con vật không có sọc. Chính vì thế, dù con bò đen ở tỉnh Yamagata ngày càng trông giống ngựa vàng. Bò đen Nhật Bản là một trong 4 giống sản xuất ra loại bò Wagyu cao cấp. Tuy nhiên, nông dân từ lâu đã phản ánh rằng đàn bò của họ dễ bị côn trùng hút máu, chẳng hạn như muỗi và ruồi trâu. Họ cho biết điều này làm tăng mức độ căng thẳng của gia súc, sự khó chịu và đau đớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh sản của đàn. Tờ Mainichi đưa tin những nông dân chăn nuôi bò trên khắp địa phương đã nhuộm màu cho gia súc bằng cách sử dụng thuốc tẩy nhẹ hoặc sơn phun để tạo cho chúng những đường sọc dọc. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học địa phương, trong 3 năm qua, đàn gia súc có sọc ít bị côn trùng tiếp cận, đáng kể so với gia súc có bộ lông tự nhiên. Một quan chức ngành nông nghiệp của tỉnh nói với Mainichi, nhiều nông dân đã ngần ngại thả gia súc của họ trên đất nông nghiệp vì họ không muốn ruồi trâu nhắm đến con vật của mình. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể yên tâm đàn gia súc được thư giãn và phát triển khỏe mạnh khi chúng ta vẽ sọc dọc cho chúng. Các nhà khoa học đã theo dõi tính hiệu quả của giải pháp vẽ sọc bằng cách đơn giản là quan sát đàn gia súc với những con gia súc được sơn 2 tông màu sọc cùng với gia súc không được sơn trên cùng cánh đồng. Họ đếm số lần gia súc vẫy đuôi, lắc đầu hoặc dậm móng, được cho là những hành vi xua đuổi và ngăn cản ruồi muỗi. Họ phát hiện ra rằng con bò không có sọc bị kích thích 16 lần một phút. Con số này giảm xuống chỉ 5 lần một phút đối với những con có sọc nhân tạo. Một nông dân nhận xét, sự cải thiện ở đàn gia súc là có thể thấy rõ. Người này cũng rất vui mừng vì thấy những con bò không được sơn màu vẫn hòa đồng với đồng loại được thử nghiệm sơn sọc của chúng. Reuters đưa tin, thành phố Rio de Janeiro của Brazil ghi nhận mức cảm nhiệt đạt kỷ lục lên tới 62,3 độ C, trong đó khu vực phía Tây thành phố ghi nhận nền nhiệt độ cao. Trong báo cáo mới nhất của Trung tâm Điều hành Rio de Janeiro, 62,3 độ C là mức cảm giác nhiệt cao nhất được ghi nhận kể từ khi hệ thống cảnh báo của thành phố bắt đầu tiến hành các phép đo vào năm 2014. Người dân và du khách những ngày qua đổ xô đến các bãi biển và hồ bơi để tránh nóng, trong khi nhiều người lo ngại tình trạng thiếu nước uống và sinh hoạt trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Cảm giác nhiệt là chỉ số có được từ phân tích nền nhiệt trung bình và độ ẩm trong không khí. Nhiệt độ và độ ẩm càng cao thì cảm giác nhiệt ở khu vực đó càng lớn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra thứ đang đe dọa đến sức khỏe và mạng sống của người dân trong khu vực không chỉ có lũ lụt hay động đất, mà còn là việc phải sống dưới thời tiết cực đoan trong thời gian dài. COR cho biết Guarabita, phía tây Rio đang là khu vực nóng theo đúng nghĩa đen khi nằm gần bờ biển hứng đợt gió bắc mang theo không khí ẩm nóng. Một khóa học múa ba lê đặc biệt vừa được tổ chức ở quảng trường thủ đô Mexico City thu hút hàng trăm học viên, cả nam và nữ ở nhiều độ tuổi tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng. Khóa học múa ba lê cộng đồng do chính quyền thành phố Mexico tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động vinh danh tháng phụ nữ. Tham gia khóa học, các học viên sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi những vũ công ba lê chuyên nghiệp, trong đó có Elisa Carrillo Cabrera, chủ nhân của nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Hàng trăm học viên, cả nam và nữ ở nhiều độ tuổi đã được hướng dẫn những động tác kỹ thuật căn bản. Các động tác glide và cambres trên các thanh xà chuyên dụng được lắp đặt ở quảng trường Zacalo phục vụ cho việc giảng dạy. Tôi cảm thấy hài lòng với khóa học và rất thú vị khi được gặp gỡ nhiều người có cùng đam mê với nghệ thuật múa ba lê. Khiêu vũ là cách chúng ta thể hiện thông điệp qua chuyển động cơ thể. Đây sẽ là sự kiện đầu tiên mở ra nhiều hoạt động khác trong tương lai nhằm phổ biến ba lê đến với nhiều người. Với hàng trăm học viên cùng tham dự, đây cũng là khóa học ba lê cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay ở Mexico City. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, cuộc đua xe đạp Cup Epic kéo dài 8 ngày đã bắt đầu tại Cape Town, thủ đô của nước Nam Phi. Đây là giải đua xe đạp leo núi hàng năm với sự tham gia của nhiều tay đua hàng đầu thế giới, đưa vận động viên đi qua các cảnh đẹp của quốc gia này. Giải cũng thu hút sự chú ý của người xem bởi các thử thách ngoạn mục mà các tay đua phải vượt qua. Quy mô đường đua giải Cup Epic năm nay dài 617 km với hơn 16.000m đoạn leo dốc. Các tay đua sẽ khởi động với một chặng ngắn 26 km xung quanh xưởng rượu vang vùng Lawrence Fork, nơi sản xuất một trong những loại van nổi tiếng thế giới. Ở nội dung dành cho nữ, hai vận động viên Antastra của Hà Lan và Nicole Kohler, người Thụy Sĩ của đội đua Ghost Factory, đã giành chiến thắng về đích trước cặp nữ tay đua người Áo và Nam Phi của đội Cannondale Factory Racing 65 giây.
các cặp tay đua mỗi đội đều phải hoàn thành chặng đua để ghi nhận thời gian. Ở nội dung chơi nam, tay đua Nino Schurter của Thụy Sĩ và Sebastian Fini của Đan Mạch thuộc đội cứu trợ xe đạp thế giới đã giành chiến thắng trước cặp nam vận động viên người Nam Phi và Mỹ thuộc đội Toyota Specialized 91 51 giây. Chặng khai mạc hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 3, dài 88 km, đi quanh vùng trồng nho Sarenburg ở phía đông bắc Cape Town. Sự kiện sẽ kết thúc tại vùng đất du lịch nổi tiếng Stellenbosch vào Chủ nhật tới, ngày 24 tháng 3. Về lĩnh vực văn hóa, thưa quý vị, người dân vùng Kaluga, miền Trung nước Nga đã đốt mô hình ngọn núi đen khổng lồ làm bằng vật liệu dễ cháy trong nghi thức của lễ hội dân gian Maslenitsa, đánh dấu tuần cuối cùng trước khi bước vào mùa che chính thống giáo. Công viên nghệ thuật Nikola Lenisvas ở vùng Kaluga nổi tiếng là nơi tổ chức những hoạt động đốt những tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ và vật liệu dễ cháy trong các dịp lễ hội ở Nga. Hoạt động này đánh dấu sự chuyển tiếp từ đông sang xuân, mỗi năm sẽ theo một chủ đề. Mô hình núi đen làm bằng gỗ và rơm năm nay lấy cảm hứng từ sức mạnh và sự vĩ đại của thiên nhiên. Trước đây, chúng tôi đã tạo ra các mô hình tòa tháp, những cây cầu, lâu đài, nhưng đây là mô hình chủ đề thiên nhiên đầu tiên. Ngọn núi bốc cháy gợi nhớ hình ảnh những núi lửa phun trào. Hoạt động này cũng nằm trong chuỗi sự kiện mừng mùa lễ Maslenitsa, hay còn được gọi là Stolvetai, trong lịch chính thống giáo ở Nga, Belarus và Ukraine diễn ra vào tuần cuối cùng trước mùa chay thánh. Thưa quý vị, khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã ghi nhận hơn 300 cá thể hải cẩu đớm tại Thái Bình Dương sinh sống. Đây là loài động vật hoang dã được đưa vào danh sách bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. Kênh truyền hình quốc gia CCTV ghi lại hình ảnh đàn hải cẩu đớm với thân hình mũm mĩm, thoải mái, phơi nắng trên bờ vịnh Liêu Đông, đoạn qua sông Liêu trong khu vực bảo tồn thiên nhiên quốc gia Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh. Hải cẩu đớm Tây Thái Bình Dương là động vật có vú duy nhất sinh sản ở vùng biển Trung Quốc, với quần thể dưới 2.000 con và được đưa vào danh sách động vật hoang dã cần được bảo vệ cấp quốc gia. Hàng năm, loài này thường di cư đến Vịnh Liêu Đông từ tháng 11 đến tháng 12 và sinh con vào đầu năm sau. Trong khoảng thời gian này, chúng sẽ dự trữ nguồn năng lượng trước khi thực hiện chuyến hành trình trở lại Thái Bình Dương vào mùa hè. Số lượng hải cẩu đớm di cư đã tăng trở lại trong vài năm qua nhờ chất lượng môi trường tự nhiên được cải thiện, khi khu vực Bàn Cẩm khôi phục hơn 5.700 hectare đất ngập nước ven biển. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Драматизм тех событий, через которые проходит страна, связано с сегодняшней ситуацией, связано с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. И я думаю, что не думаю, а результаты, в том числе прежде всего явки, показывают, что люди, рядовые люди, прежде всего рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них, именно от них, многое, очень многое зависит. С этим и связана высокая явка. Люди пришли, чтобы создать условия внутренней консолидации, политической консолидации, для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы вот эта сплоченность позволяла нам и на линии боевого соприкосновения действовать эффективно в сфере экономики, развития гуманитарной сферы, социальных, осуществления социальных проектов. У нас огромная повестка развития. Люди почувствовали это сердцем, пришли для того, чтобы создать условия для развития и укрепления Родины, России. Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Поправки в том, военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь, там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они погибают. И в большом количестве.
Вот. Но, но в конечном итоге это же не наш выбор. Если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, ну что это известный во всем мире и часто применяемый прием. Очень бы хотелось, чтобы вот Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию, а наоборот, вот как здесь вот было сказано, я этого не слышал, но тем не менее речь идет и о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно. Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владою і робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. Немає нікого в світі, хто був би застрахований від цього. Дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Все, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в Гаазі. Саме це ми маємо забезпечити. Усі в світі, хто цінує життя і порядність. Wir haben eine schwierige Situation. Es ist notwendig, dass jetzt Hilfe in größerem Umfang nach Gaza gelangt. Das wird ein Thema sein, über das ich auch zu sprechen habe. Wir machen uns Sorgen über den weiteren Fortgang der militärischen Entwicklung. Insbesondere ist die Gefahr, dass bei einer umfassenden Offensive in Rafah das zu sehr vielen furchtbaren zivilen Opfern kommt, was unbedingt vermieden werden muss. Und deshalb ist auch das etwas, worüber zu sprechen sein wird. Zu sprechen wird sein auch über eine langfristige Perspektive, die Frage, wie ein friedliches Miteinander eines palästinensischen Staates und Israels gelingen kann. Entwicklung. Wir sind fest an der Seite Israels bei der Verteidigung des eigenen Landes. Und Israel hat jedes Recht, sich gegen den Angriff der Hamas zur Wehr zu setzen. Gleichzeitig geht es darum, dass die Regeln des Völkerrechts beachtet werden, geht es darum, dass zivile Opfer vermieden werden, dass humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt und dass eine langfristige Entwicklung zu Frieden besprochen wird. Das alles werde ich bei diesem Besuch intensiv tun und ist auch deshalb jetzt, genau zu diesem Zeitpunkt, notwendig. Sie werden Rafah, das zu sehr vielen furchtbar. Wie Sie wissen, beteiligt sich Deutschland schon lange daran, humanitäre Hilfe nach Gaza möglich zu machen, mit unserer eigenen finanziellen Unterstützung dafür mit den Hilfsgütern, aber jetzt eben auch ganz konkret mit der Möglichkeit, Hilfsgüter abzuwerfen, was natürlich nicht der beste Weg ist. Am besten gelänge das über die Grenzkontrollpunkte und mit mehr Lastwagen. Wichtig wäre, dass es jetzt ganz schnell zu einer Verständigung kommt über eine Waffenpause, die es ermöglicht, dass die Geiseln freigelassen werden und die gleichzeitig auch humanitäre Hilfe nach Gaza kommen lässt. Und wichtig ist auch, dass nicht ein großes menschliches Unglück passiert durch eine groß angelegte Offensive in Rafah, wo viele Menschen hingeflohen sind, die an anderen Stellen in Gaza keinen sicheren Ort mehr hatten. Das ist etwas, was, glaube ich, jeder weiß und auch alle wissen müssen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass jetzt Tempo gemacht wird und das, was alle gehofft haben, noch vor dem Beginn des Ramadan gelingt, jetzt endlich gelingt, nämlich eine Verständigung über eine Waffenruhe, die jetzt die nächste Zeit anhält und länger anhält und gleichzeitig die Freilassung der Geiseln, gleichzeitig die Möglichkeit, humanitäre Hilfe nach Gaza kommen zu lassen. Alles wichtige Fragen, die jetzt anstehen. Schönen Dank.
طبعا الجهود هنا تعتبر مميزة بالذات في مواجهة بعض التحديات أو كثيرا من التحديات من ناحية تفتيش السيارات والعربيات وإعادة تخزين بعض الأدوية التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة وإعادة تركيب المستلزمات ريباكجينج لبعض التبرعات بسبب عدم وجودها بطريقة مناسبة على سبيل المثال. ونأمل أن يكون هناك بوقت سريع جدا تسهيل المعابر الأرضية بالذات لأنه هناك معابر أرضية وبحرية وجوية والأجدر والأجدى والأسرع والأنفع لسكان الأراضي المحتلة أن تكون المعابر الأرضية مسهلة وميسرة. فإن شاء الله هذه الأمور كلها يعني تحصل في وقت سريع ونأمل بسلام عاجل لهذه المشكلة. التعاون الدولي والقدوم على خدمة المرضى وعلى محاولة احتواء وأخذ وعلاج بعض المرضى من جراء هذه الحرب ليست كافية، وأعيد هي ليست كافية، ونحتاج إلى دعم أكبر ونحتاج إلى مساعدات أكبر بالذات في العلاجات الصعبة من سرطانات، من أمراض مزمنة، من بعض الحوادث اللي رأيتها في مستشفى العريش كانت عبارة عن إصابات جدا معقدة. It is accompanied by a financial and investment package of 7.4 billion euros over the next 4 years. And together we will work on our commitments to promote democracy, human rights, and equal opportunities. But we also meet at a time of deep crisis. We are all extremely concerned about the war in Gaza and the unfolding catastrophic humanitarian situation. Gaza is facing famine. And it is critical to achieve an agreement on a ceasefire rapidly now that frees the hostages and allows more humanitarian aid to reach Gaza. And we are very concerned about the risks of a full-scale offensive in Rafah that would be devastating for vulnerable civilian population. As authoritarian and repressive regimes deploy technologies to undermine democracy and human rights, we need to ensure that technology sustains and supports democratic values and norms. 인공지능과 디지털 기술을 활용한 가짜 뉴스와 거짓 정보는 개인의 자유와 인권을 침해하는 것은 물론 민주주의 시스템마저 위협하고 있습니다. 本日 午前 7時台 から 8時台 にかけて 北朝鮮が複数発の弾道ミサイルを発射いたしました。我が国 EEZ 外に着弾したものとみられます。現時点において被害報告等の情報は確認されておりません。北朝鮮は本年に入ってからも高い頻度で弾道ミサイル発射を繰り返しています。一連の北朝鮮の行動は我が国 地域および国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認することはできません。今回の弾道ミサイル発射も関連する安保理決議違反であり、強く非難をいたします。北朝鮮に対してすでに厳重に抗議を行っております。 Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudrait que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national.
Le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, n'est pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État, conformément aux accords de coopération militaire signés avec les gouvernements antérieurs pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers d'innocents victimes nigériens sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien.